Bạn đang nghe Radio Mai Linh. Tháng năm bước sang, Thái Thảo và Quang Dự mến chào quý khán thính giả đang nghe chương trình Radio Mai Linh số 85 với chủ đề Có hẹn với tháng năm. Chương trình được phát trực tiếp trên fanpage và kênh YouTube của Mai Linh Corporation. Có lẽ chúng ta đã được nạp năng lượng sau kỳ nghỉ nên ai cũng vô cùng sảng khoái. Nào, chúng ta hãy cùng tăng tốc để chào đón tháng năm thôi nào. Dẫn khung giờ quen thuộc hàng tháng, Thái Thảo và Quang Dự được ngồi lại chuyện trò cùng với mọi người thông qua Radio Mai Linh. Nhưng mà hôm nay thì tinh thần hào hứng vô cùng luôn cả nhà ơi. Sau kỳ nghỉ, chắc mọi người cũng đang cắn tràn năng lượng của tháng 4 và hồ hởi chào đón tháng 5 đúng không nào? Cả nhà nhớ để lại comment dưới bài viết về cảm nhận của mình cho Thảo cùng biết nha. Rất mong chờ phản hồi của quý khán thính giả. Nếu mọi người có câu chuyện hoặc kỷ niệm đặc biệt thì hãy chia sẻ bên dưới nhé. Quang Dự và Thái Thảo sẽ lan tỏa những câu chuyện tích cực này trong radio số kế tiếp. À, ý tưởng hay quá đó Dự. Đó chắc chắn sẽ là một chủ đề rất là thú vị. À, mà cứ mãi tám chuyện, hình như là chúng ta vẫn chưa giới thiệu chủ đề Radio Mai Linh hôm nay đó Thái Thảo ạ. Ôi, Thảo thật là có lỗi quá đi. Thảo xin quay lại với nhiệm vụ chính của mình nha. Radio Mai Linh số 85, chủ đề Có hẹn với tháng 5. Đố Dự biết vì sao Thảo lại chọn chủ đề này nè. Có lẽ ngày này năm trước, chúng ta đã lỡ hẹn với tháng 5, với những cơn mưa đầu hè và cả sắc đỏ của hoa phượng. Mọi hoạt động ngưng trệ, những tháng ngày ấy vừa muốn quên đi, nhưng cũng vô cùng đáng nhớ. Nhưng rồi chúng ta cũng đã vượt qua, nhờ có những khó khăn như vậy mà những người ở Sài Gòn như Thảo biết được tên cô hàng xóm, biết khu phố mình ai cũng nghĩa tình, hào sảng. Và chúng ta biết thèm những thứ rất là đổi bình thường, ví dụ như là việc đưa con đi học mỗi ngày nè, được uống cà phê dễ hè, hoặc là thậm chí cái cảm giác nhìn đường phố kẹt xe. Nghĩ cũng nhanh ha, bước sang hè rồi còn gì. Một mùa hè chắc chắn sẽ rực rỡ hơn, và đương nhiên những cái hẹn của tháng 5 sẽ không bị bỏ lỡ nữa. Và ngọn lửa hy vọng đó đang hướng đến kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và trong không khí ấy, Mai Linh cũng có hẹn với những mục tiêu mới, hoành tráng hơn để tăng tốc ở nửa cuối năm 2022, cũng như là chuẩn bị một đường đua về đích thật ấn tượng. Nụ thanh xuân còn ấp e nơi, nếp sinh áo lụa thương ơi. Xin trăm năm em về tinh khôi, đôi tay ta dang rộng hân hoa. Xin cho ta một khắc gieo ca vui cùng em. Vì biết đâu có đôi lúc em xa vời vợi, biết đâu có đôi lúc con tim nghẹn lời, biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi kề bên nhau quên một chiếc hôn. Biết đâu sớm mai nắng em phơi cuộc tình, biết đâu sớm mai gió tan cơn mộng lành. Biết đâu đấy xin em lòng thành và xin cất lấy trái tim này nhớ như. Quý khán thính giả vừa lắng nghe màn song ca Em về tinh khôi của ca sĩ Võ Hạ Trâm và Bùi Công Nam. Với những ca từ thật dễ thương, Thái Thảo và Quang Dự thay mặt cho gia đình Mai Linh và ban biên tập chương trình xin gửi lời chúc sức khỏe và niềm vui đến quý khán thính giả, đặc biệt là các anh em lái xe nhà mình. Trời lúc này bắt đầu vào mưa rồi, những cơn mưa bất chợt khá là thất thường. Anh em Mai Linh nhà mình nhớ cẩn trọng và lăn bánh an toàn nhé. Quý khán thính giả đi đường cũng đừng quên mang theo áo mưa, bởi kẻo ướt rồi thấm bệnh. Ví dụ mà hôm nào mưa to quá, cả nhà có thể lấy ngay điện thoại và gọi 1055 để đặt taxi Mai Linh nha. Anh em lái xe Mai Linh sẵn sàng phục vụ mọi lúc mọi nơi. Nhanh hơn, mọi người cũng có thể đặt xe qua app Taxi MyLink để chủ động chọn điểm đón và biết trước giá tiền. À, mà khoe với cả nhà mình, mới đây thôi, MyLink Corporation vừa triển khai và nâng cấp trải nghiệm thanh toán cước taxi bằng ví điện tử M-Pass Portal rồi nè. Dịch vụ thanh toán này dành cho khách hàng là doanh nghiệp trên toàn quốc,
việc thanh toán cước taxi bằng M-Pass sẽ giúp cho doanh nghiệp quản lý chặt chẽ chi phí di chuyển và chủ động hơn trong phương thức thanh toán. Tiện lợi hơn nữa là khi dùng M-Pass Portal, thì bạn có thể thanh toán nhanh qua ứng dụng Taxi MyLink mà không cần phải mang theo bất cứ loại thẻ vật lý nào, kể cả thẻ MCC của Taxi MyLink. Wow! Quả là một bước nhảy vọt về tiện ích trên đường đua công nghệ của hệ sinh thái MyLink. Không hổ danh với châm ngôn, MyLink khách hàng là tất cả. Chúng ta luôn tối ưu hóa mọi nền tảng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất. Tận dụng lợi thế là mạng lưới vận tải trên 63 tỉnh thành và 4 huyện đảo, Logistics hiện là một trong những dịch vụ được tập đoàn MyLink đẩy mạnh đầu tư. Không chỉ vận chuyển hàng nhanh, an toàn, tiết kiệm thời gian và chi phí, với đội ngũ nhân viên trẻ được đào tạo chuyên nghiệp và thân thiện, MyLink Logistics hứa hẹn sẽ là một nơi trao gửi niềm tin của quý khách hàng. Nghe sướng thật! Và nhờ có hệ sinh thái vững, tập đoàn MyLink có thể cung cấp đa dạng các sản phẩm, dịch vụ cho người dùng trên khắp cả nước. Song song đó, trải nghiệm của khách hàng luôn là yếu tố hàng đầu mà tập đoàn đang hướng đến nhằm cải thiện các dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Còn với bạn nữa sao? Nhân đây thì Thái Thảo xin điểm lại các thông tin của nhà MyLink mình cho quý khán giả cùng nắm nha. Để rõ hơn về các dịch vụ, quý khán thính giả hãy truy cập website mylink.vn, hoặc để đặt xe, quý khán thính giả hãy tải ứng dụng taxi MyLink có trên màn hình. Hoặc liên hệ số hotline đặt xe toàn quốc 1055. Mọi người cũng có thể gọi 1055 nếu có bất kỳ thắc mắc nào về dịch vụ của MyLink. MyLink, khách hàng là tất cả. Bây giờ chính là phần mong chờ nhất. Quang Dự và Thái Thảo xin mời quý khán thính giả cùng lắng nghe những chia sẻ của anh Đức Lương và anh Hồ Tấn Vũ nhé. Hai anh đều là lái xe đã gắn bó với đại gia đình MyLink mình trong suốt một thời gian dài rồi đấy. Thái Thảo rất là cảm ơn Dự nha. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ kết nối với anh Đức Lương và anh Tấn Vũ nhé. Alo. Vâng, xin chào anh Đức Lương và anh Tấn Vũ. Thay mặt cho cả nhà MyLink cũng như là tất cả quý khán thính giả đang nghe radio, Thái Thảo gửi lời chào đến anh Đức Lương và anh Tấn Vũ. Chúc hai anh có một ngày mới thật là năng động và chúng ta kinh doanh thật là năng suất nha. Để cả nhà hiểu hơn về hai anh thì bây giờ mình có một phút tự giới thiệu đi nè. Dạ vâng ạ. Xin chào khán thính giả đang theo dõi chương trình radio ạ. Tên tôi là Hoàng Đức Lương. Kính thưa anh em đồng đội lái xe, 500 anh em lái xe MyLink, chúc sức khỏe, ngày mới làm việc vui vẻ. Anh là Hồ Tấn Vũ. Mã số nhân viên 045583, ở đậu xe The Lick, hiện bây giờ là đang tiếp ở bãi Trần Não, quận 2. Dạ rồi, bây giờ thì Thảo xin hỏi là các anh đã gắn bó với nghề lái xe này bao lâu rồi, và đặc biệt là gắn bó với nhà MyLink mình? Từ năm tôi 20 tuổi là bắt đầu làm việc từ năm 2018, tới bây giờ cũng được khoảng 4 năm rồi ạ. Anh lái xe từ lúc năm 2017. Bây giờ thì hầu trước kia chạy thì nó cũng ok. Gặp anh em đồng đội rồi nó cũng vui vẻ, mà vừa thời gian dịch vừa qua đó thì nói chung thì cũng hơi khó khăn tí, nhưng mà bây giờ cùng MyLink thì mình cũng phải phấn đấu cho khó chung tình hình thế. Vâng, cảm ơn anh Vũ. Vậy thì còn anh Thích Lương thì sao ạ? Thảo nhớ thời điểm này một năm về trước thì dịch bệnh bùng phát và mọi hoạt động trở nên trì trệ. Nhưng anh vẫn đồng hành với MyLink trên những chuyến xe nghĩa tình. Chắc hẳn đó là một trong những giai đoạn đáng nhớ nhất trong cuộc đời một người lái xe, đúng không anh? Đợt đó thì nói chung là ca bệnh thì nhiều ạ, mà xe vận chuyển thì lại ít ạ. Thế là mỗi buổi sáng dậy thì bọn em đều tranh thủ ăn sáng nhanh, rồi mặc bộ áo bảo hộ ạ. Rồi bắt đầu cùng với bác sĩ lên đường đi đến nhà người bệnh. Bởi vì thời điểm đó thì những cuộc điện thoại mà của bệnh nhân gọi lên trung tâm cấp cứu 15 lẫn cả tổng đài của MyLink là rất nhiều ạ. Và giờ thì dịch bệnh đã dần lùi lại phía sau. Chúng ta đang hướng tới một chặng đường năng động và mạnh mẽ hơn. Thảo cũng rất mừng cho các anh em lái xe của mình. Vậy nên giờ Thảo muốn hỏi hai anh là hai anh có cảm xúc như thế nào khi tìm lại được những điều tưởng đổi bình thường như thế? Thì cuộc sống trở lại bình thường rồi thì em cũng mong
là mọi người sẽ giữ gìn sức khỏe của mình ạ. Vì sức khỏe là thứ quan trọng nhất đối với bản thân chúng ta ạ. Tâm lý bây giờ cũng ai cũng phải ráng bào thôi, kiếm cuộc sống, nuôi vợ nuôi con, cái gì cũng phải nhờ vô cái đồng tiền mà Covid nó cũng qua rồi, cứ chịu khó là có tiền thôi, thế thôi. Chứ bây giờ làm biếng cũng đâu có được, thì cái nghề của mình mà. Quả thật cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Với những khó khăn như giai đoạn vừa rồi thì chúng ta mới nhận ra được niềm tin và sức mạnh của chính mình đúng không nào? Vậy thì ngay bây giờ đây, anh Đức Lương và Tấn Vũ nè, hai anh có thể gửi những lời chúc thật là thân tình và ấm áp đến với cả nhà Mai Linh mình không? Em có gửi chúc gửi đến anh em lái xe taxi Mai Linh và những đồng nghiệp của em ấy là chúc mọi người sẽ có thật nhiều sức khỏe, vững chắc tay lái để có những chuyến xe an toàn phục vụ khách thật tốt ạ. Chúc anh em cứ làm việc đều đều rồi, cũng mong anh em chạy cẩn thận, đừng có buồn ngủ nghỉ ngơi tí để chạy chứ để gây ra sự cố nó cũng mệt gia đình với mệt cho mình nữa. Chúc anh em thượng lộ bình an, khách nhiều để có ly trà ly nước uống, rồi chúc anh em một ngày mới vui vẻ. Những chia sẻ vừa rồi của anh Đức Lương và anh Tuấn Vũ cũng đã khép lại số Radio 85 chủ đề có hẹn với tháng 5 lần này. Hy vọng với những năng lượng tích cực trong chia sẻ của hai anh không chỉ giúp cho chúng ta có thêm động lực vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, mà còn giúp mỗi người khám phá sức mạnh của chính bản thân mình, đạt được những cột mốc mới trên chặng đường phía trước. Và để khép lại số radio lần này, Quang Dự và Thái Thảo xin được mượn giọng hát của Tạ Quang Thắng cùng những ca từ trong bài hát Sống Như Những Đóa Hoa gửi đến cả nhà Mai Linh một lời chúc hạnh phúc một tháng năm tất cả đều khởi sắc cả nhà nhé. Có loài hoa ở trên đồng xanh, cũng có loài hoa khoe sắc trên cành, mỗi loài hoa sắc hương. Không là hoa của những buồn lo, tôi là hoa của những nụ cười, cuộc sống của tôi yêu biết bao. Niềm tự hào nói sống hôm nay ta xây đời dành cho tương lai.